Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi kết quả bầu cử giữa kỳ cho thấy phe Cộng hòa đã giành đủ số ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ. Tôi đã được làm việc dưới nhiều đời tổng thống và chứng kiến những thay đổi mang tính lịch sử của nước Mỹ. Đó là một đặc ân đối với tôi. Đã đến lúc thế hệ lãnh đạo mới dẫn dắt các đảng viên dân chủ tại Quốc hội. Dù từ chức chủ tịch, bà Pelosi sẽ không nghỉ hưu mà tiếp tục làm đại diện cho San Francisco, tương tự như việc bà đã làm trong 35 năm qua. Bà Pelosi năm nay 82 tuổi, từng là lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện trong 2 thập kỷ và giữ chức vụ Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong 2 nhiệm kỳ, năm 2007 đến năm 2011 và từ năm 2019 đến nay. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Quốc hội thông qua các chương trình chính sách của các tổng thống Barack Obama, Joe Biden, cũng như gây chú ý khi 2 lần luận tội tổng thống Donald Trump. Sau tuyên bố từ chức của bà Pelosi, ứng viên nổi lên cho vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ là Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, 52 tuổi. Các đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 30 tháng 11 tới.